Chào các con, trong bài này cô sẽ hướng dẫn các con học bài số 3 Listen and Chant trong trang 15 nhé. Mời các con hãy đọc cùng cô nhé. See. 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 Và thiên bồm là sail. Các con hãy đọc nhé. Sail. Sail. Cát là sand. Mời con đọc. Sand. Sand. Tôi có thể thấy biển là I can see the sea. I can see the sea. Mời con lặp lại. Mời con lặp lại từng từ theo cô nhé. I can see the sea. I can see the sea. Tôi có thể nhìn thấy thuyền buồm. I can see the sail. Con hãy lặp lại từng từ theo cô nhé. I can see the sail. Và cả câu nào. I can see the sail. Tôi có thể nhìn thấy cá. I can see the sand. I can see the sand. I can see the sand. Ở tại bờ biển, at the seaside, at the seaside. Bây giờ chúng ta tập đầu lại một lần nữa các con nhé. Và con hãy lặp lại theo cô sau mỗi câu nhé. See. Sail. Sand. I can see the sea. I can see the sail. I can see the sand. At the seaside. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học. Cảm ơn các con đã theo dõi bài học và hẹn gặp lại các con ở trong các bài học kế tiếp nhé. Chúc các con luôn học giỏi.